Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Cháu chào bác ạ. Dạ vâng. Hôm nay bác mang TV đến sửa với hiện tượng là nhảy hình như này. Thì bác cho cháu hỏi một chút là cái TV này của bác nó bị lâu chưa bác? Cái TV của tôi là tôi bị 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày nay ạ. Vâng. Thì nhảy hình 1/3 cái màn hình như thế này. Đến nay hôm qua tôi xem trên bên tốt thì thấy thằng cháu là trên Trần Lãm này nó sửa điện tử, nói với lại khách hàng rất là chu đáo, nhiệt tình. Vâng. Cái cáp điện tử này nên tôi không tiện tôi lên mang TV của tôi ở Vũ Hội. Vâng vâng. Nay lên mang lên cháu để cháu chỉnh sửa chứ. Vâng. Vâng, cháu nói rõ bác này nhá. Cái cáp này thì cháu cũng bán rất là nhiều, cũng như cung cấp cho các bác ở trên cả nước này. Thì cái mong muốn là thứ nhất là cái tiết kiệm chi phí, bởi vì cái cách tách chập màn hình thì nó có nhiều cách, nhưng mà trong ngành kỹ thuật thì cái gì tối ưu nhất và tiết kiệm cho khách hàng nhất thì cháu làm. Thì hôm nay có tiện chú ở đây thì cháu mở tivi ra thì cháu cũng giới thiệu, cũng như thay cái thợ cáp sửa lỗi có trực tiếp có chú ở đây thì chú xem cùng hai cháu mình cùng làm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tắt tivi này. Thì với những dòng sản phẩm TV nhảy hình như thế này thì mọi người cung cấp cho mình thứ nhất là cái thông số kỹ thuật. Với cái chiếc TV này thì để không mất thời gian cho mọi người xem ấy, thì mình đã mở nắp sẵn chiếc TV này ra. Thì các bạn sẽ cung cấp cho mình những cái tem giấy đằng sau TV này. Ví dụ như chiếc TV Sony này là 49X7000D sản xuất 2016. Hoặc là cái tem TV nhà bạn nào treo tường thì các bạn sẽ có thể cung cấp cho mình cái tem ở bên cạnh TV này. Thì các bạn ngó là các bạn cũng có thể thấy được. Tại sao phải cung cấp cái tem này? Bởi vì mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có bộ những cái sợi cáp khác nhau. Vì vậy mà các bạn cần phải cung cấp cho mình cái thông số kỹ thuật. Sau khi mà cung cấp thông số kỹ thuật xong thì các bạn sẽ có thể là chụp cho mình cái hiện tượng cũng như mở chiếc TV ra và cái những cái thao tác làm. Thì mọi người mình để cái máy quay gần cái vị trí làm việc mình vẫn hay chỉ cho mọi người. Đây tôi sẽ để cái máy quay vào cái vị trí làm việc nhá. Thì nhiều bạn khi mà mua cái sợi cáp sửa lỗi này của mình về thì các bạn là cứ bảo rằng là cái cáp nó không đúng. Nhưng mà thực ra cái cáp sửa lỗi nó sẽ nằm ở phía dưới cái miếng tản nhiệt này, cái miếng bảo vệ của cái bo màn hình đấy, và nó cũng là tản nhiệt luôn. Thì các bạn sẽ mở những chiếc vít này ra của mình. Khi các bạn mua sản phẩm của mình nhá, thì các bạn lưu ý của mình về vấn đề là tối thiểu xem hết cái video của mình và làm theo. Đây các bạn sẽ mở chiếc vít này ra và bác xem trực tiếp cho làm nhá. Thì thông thường cái cáp sửa lỗi của mình nói với các bạn rồi, các bạn thay bên số 1 hoặc bên số 2. Nếu bên số 1 không được thì các bạn sẽ chuyển sang bên số 2. Thì tại sao mà các bạn chỉ cần thay một sợi cáp? Bởi vì khi mà người dùng, các bạn là người dùng, các bạn đừng nghĩ rằng hai chiếc sợi cáp trong TV này nó hỏng. Không bao giờ nó hỏng. Và cái cách mà mình làm sửa trên một sợi cáp này là bởi vì các bạn sẽ không bị nhầm lẫn, không nhầm lẫn và thay rất là dễ. Thì bên tay trái của tôi thì là bên số 1. Khi mà tôi thay bên số 1 này mà ok rồi thì thôi. Còn không thì tôi sẽ đảo ngược lại, tôi thay bên số 2. Đấy. Với trường hợp này thì tôi sẽ thay bên số 2 này. Trong kỹ thuật thì các bạn cũng thay xong là các bạn sẽ lắp chân TV vào và các bạn thử của mình như chiếc TV này nhá. Thì mình thay bên số 2. Đấy, thay như này. Thì các bạn có thể bắt vít vào luôn, còn không thì các bạn sẽ cho TV chạy, bởi vì các bạn chạy nó không lâu thì nó vẫn tản nhiệt ra bình thường và không sợ nó hỏng nhá. Đây cái sợi cáp của mình như này và mình thay vào, mình đóng tản nhiệt vào này, đóng tản nhiệt vào này. Đấy, và sợi cáp tôi đã sửa lỗi sẵn rồi, vì vậy mà các bạn chỉ việc thay làm như thế này thì ai cũng có thể thay được ạ. Đây bây giờ mình sẽ bắt vít tạm này, bắt vít tạm và tôi sẽ cho TV đứng lên. Và tôi cho chạy để các bạn xem được cái kết quả khi mà tôi đã xử lý bằng cách thay sợi cáp của tôi. Với cách thay này thì các bạn chỉ cần mất 10 phút là các bạn có thể tự sửa được chiếc TV nhà mình. Đây bây giờ mình sẽ để cái máy quay
vào cái vị trí sang cái bàn bên cạnh để các bạn xem là cái kết quả sau khi mà mình thay cái xe cáp của mình. Với hiện tượng TV nhà bác này, nếu mà cháu thay xe cáp vào đúng bên thì nó sẽ chạy ngay. Đây và các bạn xem, sau khi mà mình thay xe cáp sửa lỗi xong thì chiếc TV đã hoạt động trở lại này. Bác xem. Thì đầu tiên thì nó nhảy rất là nhiều đúng không ạ? Sau này đây, sau khi cháu thay thì thực ra mà nói thì đây cái hiện tượng này là hiện tượng chập màn hình. Còn mà các bác cứ mang đi sửa ở đâu thì sửa thì người ta cái phương pháp loại trừ và sửa chữa nó giống nhau hết. Còn nếu mà sau này sửa về mà không được nữa thì chỉ có thay màn hình mới, còn không ở chỗ nào sửa được. Cái đấy là cái mà cái kỹ thuật trong nghề là cháu làm rất nhiều, cho nên nó có một chút cái kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người, để tiết kiệm được chi phí cho các bác. Và sau khi mà sửa xong ấy thì bác cho cháu xin ý kiến về vấn đề sửa chữa như thế nào. Sau khi trước khi tôi mang lên ở nhà lên thì đúng là màn hình nó còn có phai ba luôn, còn lần ba rất là nháy. Sau khi mà chưa đến khoảng cái tầm 10 phút thì cháu đây sửa thay cáp cho vâng rất thực của màn hình của tôi. Vâng. Thì màn hình tôi nó lại trở lại như lúc mới mua ban đầu. Vâng. Rất cảm ơn cháu. Rất thực tế đúng không ạ? Và cái giá thành thì đấy bác thấy nó rất là rẻ. Rồi ok. Vậy thì cháu xin cảm ơn bác và bây giờ cháu sẽ đóng nắp chiếc TV vào và cháu gửi lại bác nhá. Vâng, cháu cảm ơn bác.